Chân cua tuyết, món cua xứ lạnh được đánh giá ngon chỉ sau chân cua hoàng đế. Món ăn đóng gói được rất ưa chuộng ở các nước. Ở Việt Nam cũng rất dễ bắt gặp tại các nhà hàng quán ăn. Sau khi những chú cua tuyết chân dài được bắt lên từ đại dương sẽ được đưa vào các nhà máy chế biến. Vậy chúng ta cùng xem cua tuyết ngoài được sơ chế bằng tay thì máy móc tự động sẽ sơ chế và xử lý các công đoạn ra sao. Những con tàu ra khơi mang về đầy bông các loại cua sau chuyến đánh bắt, cua sẽ được vận chuyển tới các nhà máy chế biến. Cua tuyết sau khi vào dây chuyền sản xuất, chỉ cần một người giữ những con cua sau làm sạch và đưa vào dây chuyền, những cỗ máy có thể chế biến với tốc độ gần 45 con một phút. Sau đó dây chuyền sẽ chuyển cua xuống phần làm sạch tự động bằng vòi phun áp lực bên trong. Cua sau đó sẽ được chia đôi và đưa tới dây chuyền cho công nhân đóng gói và giao cho các phân đoạn tiếp theo.